Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nếu ai đã từng là một fan của Tam Quốc, chắc chắn đều sẽ nhớ tới người con nuôi của Tào Tháo tên là Tào Chân. Song trái ngược với hàng loạt danh sách các tướng lĩnh oai hùng ngày bấy giờ, thì Tào Chân lại được khắc họa nên là một vị tướng càng đánh càng thua, khiến cho hậu thế ngày nay vẫn luôn nhớ về ông như vậy. Nhưng thực tế thì không, quý vị ạ, bởi ngoài đời thực thì Tào Chân chẳng những khác xa với những gì mà Tam Quốc đã ấn sâu vào tâm trí của khán giả, mà ông còn từng đánh bại được cả vị quân sư tài ba bậc nhất thời bấy giờ là Gia Cát Lượng. Không chỉ vậy, còn nhiều lần ra mặt khiến cho Tư Mã Ý mất hết mặt mũi đấy, quý vị nhé. Vậy thực hư thì Tào Chân là con người như thế nào? Là một kẻ vô dụng hay ông thực sự là một danh tướng có tài nhưng bị bỏ quên? Hãy cùng lịch sử Trung Quốc đi giải mã ngay bây giờ, quý vị nhé! Quý vị có để ý không? Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng như là trên phim ảnh thì hình tượng của Tào Chân luôn bị khắc họa là có phần khác với thực tế. La Quán Trung mô tả Tào Chân khi tham gia chiến dịch Bắc Phạt, Tào Chân thường bị những kế sách xuất thần của Gia Cát Lượng làm khó, từ đó quân Ngụy bị đẩy vào thế hạ phong. Thậm chí cuốn tiểu thuyết này còn xây dựng cho Tào Chân một cái kết không mấy tốt đẹp. Ông chết uất ức vì lá thư của Khổng Minh gửi tới nhục mạ. Tuy nhiên, trong lịch sử, Tào Chân thực tế lại là một võ tướng tài năng xuất chúng. Quý vị có biết không, mặc dù Tào Chân chỉ là nghĩa tử, nhưng Tào Tháo vẫn cho ông được chung sống cùng con đẻ và đối đãi như ruột thịt. Cũng nhờ vậy mà Tào Chân có được một tuổi thơ có thể coi là trọn vẹn. Nhờ xuất phát điểm là một thành viên trong gia tộc Tào Thị lại sở hữu tài năng xuất chúng, Tào Chân sau đó đã trở thành chỉ huy của Hổ Báo Kỵ, đội quân tinh nhuệ sở hữu sức chiến đấu được cho là mạnh nhất nhì Tam Quốc. Trong tập đoàn chính trị Tào Ngụy, Tào Chân từng làm tới chức Đại Tư Mã và sở hữu quyền lực cùng địa vị rất có sức ảnh hưởng trong triều đình. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, hình tượng nhân vật này được khắc họa có phần khác với thực tế đó, quý vị ạ. La Quán Trung mô tả Tào Chân khi tham gia chiến dịch Bắc Phạt, Tào Chân thường bị những kế sách xuất thần của Gia Cát Lượng làm khó, từ đó quân Ngụy bị đẩy vào thế hạ phong. Thậm chí cuốn tiểu thuyết này còn xây dựng cho Tào Chân một cái kết không mấy tốt đẹp. Ông chết uất ức vì lá thư của Khổng Minh gửi tới nhục mạ. Như quý vị đã biết rồi đấy, Gia Cát Lượng 6 lần Bắc Phạt, dù quân Thục đánh thắng nhiều trận và tiêu diệt được nhiều lực lượng quân địch, nhưng phần vì tiếp tế lương thảo của quân Thục khó khăn, phần thì quân Ngụy đông hơn lại cố thủ không ra đánh, nên trước sau quân Thục đều bị lui binh khi chưa đạt mục tiêu cuối cùng. Trong đó có lần là bại dưới tay của Tào Chân. Mùa xuân năm 228, Gia Cát Lượng Bắc Phạt lần đầu, ông chia quân làm hai đạo tiến công. Một bên, lão tướng Triệu Vân cùng Đặng Chi được giao đi theo đường Tả Cốc ra Mi Thành làm nghi binh. Một bên khác, Gia Cát Lượng tự mình dẫn quân chủ lực tiến ra Kỳ Sơn, nhưng Tào Chân vừa nhìn đã biết Gia Cát Lượng dụng binh không ổn. Ông phái đại tướng Trương Cáp công đánh Nhai Đình, đánh bại Mã Tốc, có bản dịch là Mã Tắc, đồng thời ở Tả Cốc nhẹ nhàng đánh bại Triệu Vân. Nhai Đình thất thủ, Gia Cát Lượng bị mất bàn đạp tấn công, lỡ mất cơ hội đánh chiếm Lũng Hữu. Đại quân Thục không thể tiến được nữa, buộc phải lui về Hán Trung. Chiến dịch của Thục Hán đến đây coi như thất bại đấy, quý vị ạ. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, vinh quang ở trận Nhai Đình quy về Tư Mã Ý, nhưng thực ra trận này hoàn toàn không liên quan đến Tư Mã Ý, Trương Cáp là do Tào Chân phái đi. Tuy nhiên, cũng có một số tài liệu nói rằng, trước tin đại quân Thục tiến đánh, Tào Duệ thân chinh từ Lạc Dương ra Trường An, sai đại tướng Trương Cáp đi Kỳ Sơn chống Gia Cát Lượng và Tào Chân chi viện Mi Thành chống Triệu Vân. Tháng 12 năm 228, nhân cơ hội lục tốn của Đông Ngô đánh bại quân của Tào Hưu ở Thạch Bình, Gia Cát Lượng liền tổ chức cuộc Bắc Phạt lần thứ hai. Gia Cát Lượng quyết định tiến quân theo đường Trần Thương, tuy nhiên đại tướng của Ngụy là Tào Chân đã đoán trước được Gia Cát Lượng lần sau đến đánh sẽ đi đường này và giao cho Hắc Chiêu tăng cường phòng thủ ải Trần Thương. Và rồi, quý vị có biết không, Gia Cát Lượng bị bất ngờ trước sự phòng thủ kiên cố của quân Ngụy. Dụ hàng Hắc Chiêu không được, Gia Cát quyết tâm đánh thành. Thế nhưng trong suốt 20 ngày, quân Thục với quân số lên tới 40.000 cho đến 50.000 vẫn không thể công phá được cửa ải. Hắc Chiêu chỉ với 1.000 quân đã giữ vững được đến khi viện binh của nhà Ngụy tới cứu.
Gia Cát Lượng đánh Trần Thương Tiến không được mà lui thì không cam tâm. Sau khi Tiêu Tốn mất một lượng lớn lương hướng, không còn cách nào khác đành phải rút lui. Lần thứ hai, Tào Chân lại dễ dàng đánh bại Gia Cát Lượng. Sau trận này, Tào Chân được Tấn Phong làm đại tư mã, quyền uy tối thượng đấy quý vị ơi. Như vậy có thể thấy rõ rằng Tào Chân cũng là một trong những dũng tướng khá có máu mặt trong nền chính trị của Tào Ngụy, phải không nào? Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, và tài năng của Tào Chân chắc chắn cũng không hề kém cỏi như La Quán Trung đã miêu tả. Thậm chí ngược lại thì Tào Chân còn là một nhân vật mà tới cả kẻ chiến thắng sau cùng là Tư Mã Ý cũng từng phải khum mình sợ hãi trước tài năng của ông. Cụ thể như thế nào, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nhé! Tào Chân có tên biểu Tự Tử Đan là một vị tướng của tập đoàn Tào Ngụy vào thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông là cha của Tào Sảng, một đại thần dưới thời Ngụy phế đế Tào Phương. Có xuất phát điểm là một thành viên trong gia tộc Tào Thị, lại sở hữu tài năng xuất chúng, Tào Chân sau đó đã trở thành chỉ huy của Hổ Báo Kỵ, đội quân tinh nhuệ sở hữu sức chiến đấu được cho là mạnh nhất nhì Tam Quốc đấy quý vị ạ. Trong tập đoàn chính trị Tào Ngụy, Tào Chân từng làm tới chức đại tư mã và sở hữu quyền lực cùng địa vị rất có sức ảnh hưởng trong triều. Khác với hình tượng của một vị tướng càng đánh càng thua như trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Chân ngoài đời thực đã từng đánh lui Gia Cát Lượng và cũng nhiều lần ra mặt áp chế Tư Mã Ý. Theo sử liệu, ngày 16 tháng 3 năm 230, đại tư mã Tào Chân nhận thấy Thục Hán quấy nhiễu biên cương không có lợi, bèn kiến nghị công chiếm Thục Hán. Minh đế Tào Duệ chấp thuận ý kiến này, Tào Chân từ Trường An tiến quân, còn Tư Mã Ý từ Hán Thủy tiến quân đến Tà Cốc sẽ đồng loạt tiến công Thục Hán. Tuy nhiên, trời đổ mưa, cuộc hành quân tạm hoãn. Ngay sau đó, Tào Chân đột nhiên mắc bệnh, phải về Lạc Dương. Tháng 4 năm 231, đại tư mã Tào Chân qua đời, Thụy là Nguyên Hầu. Theo nhận định của báo Phượng Hoàng, nếu nhân vật này có thể sống lâu hơn thì có lẽ âm mưu chiếm đoạt quyền hành của Tư Mã Ý phải mất nhiều năm sau đó mới có thể thành công đấy quý vị ạ. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, đến năm Kiến Hưng thứ 7 nhà Thục Hán, Gia Cát Lượng lại đem quân ra Kỳ Sơn tiến vào bờ cõi nước Ngụy. Lần này vua Ngụy cử Tào Chân làm đại đô đốc, Tư Mã Ý làm phó đô đốc đem quân chống lại quân Thục. Gia Cát Lượng dùng mưu đánh cho Tào Chân thua một trận lưởng xiểng. Sau, nhờ có Tư Mã Ý đem quân đến cứu kịp thời, Tào Chân mới toàn mạng nhưng uất quá mà thành bệnh đó quý vị ơi. Tào Chân suýt mất mạng trong đám loạn binh, nếu không nhờ tới Trọng Đạt đến cứu, quả thật là Trọng Đạt dụng binh vô cùng cẩn trọng, rất đáng làm đối thủ của Gia Cát Lượng, quý vị thấy có phải không nào? Sau khi dò biết được Tào Chân đang lâm bệnh nặng, Gia Cát Lượng liền nảy ra một kế, dùng đòn tâm lý để hạ địch. Ông viết một phong thư sai quân mang sang trại Ngụy đưa cho Tào Chân. Trong thư, Gia Cát Lượng cười nhạo Tào Chân là đồ vô học không biết dùng binh, liên tiếp thất bại thảm hại, còn mặt mũi nào gặp lại dân chúng Quan Đông, còn mặt mũi nào thăng đường nghị sự. Tào Chân xem xong, uất đức ngất xỉu, ngay đêm đó tắt thở trong trướng. Dù kết cục có như thế nào thì cũng phải công nhận lại rằng Tào Chân thực sự là một danh tướng có thực lực chứ không phải hoàn toàn vô dụng như những gì chúng ta đã biết qua phim ảnh, phải không nào? Còn quý vị thì sao? Qua video này thì cách nhìn của quý vị về vị tướng Tào Chân có thay đổi hay không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé! Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!